Hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2017 Lễ Thánh Apollinario Giám Mục Tử Đạo Thứ năm tuần thứ 15 thường niên Trích sách tiên tri Isaiah Đường lối người công chính thì ngay thẳng Chúa ban cho bằng phẳng đường nẻo của người công chính Lạy Chúa chúng con trong cậy Chúa trong đường xét xử của Chúa. Thánh danh và sự kính nhớ Chúa là sự ước mong của tâm hồn. Ban đêm hồn con khát khao Chúa, và sớm mai khi thức dậy, lòng trí con hướng về Chúa. Từ khi Chúa thực hiện việc xét xử ở Trần gian thì người dương thế học biết sự công chính. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con ân bình an, vì mọi việc chúng con làm đều do Chúa làm cho chúng con. Lạy Chúa, trong cơn hoạn nạn, chúng con đã tìm kiếm Chúa, và trong khi Chúa sửa dạy, chúng con kêu vang đến Chúa. Lạy Chúa, trước tôn nhân Chúa, chúng con khác nào như đàn bà mang thai sắp sinh, kêu la đau đớn, chúng con cưu mang, chúng con đau đớn như phải sinh con. Chúng con không mang lại sự cứu độ cho Trần gian và không còn người sinh ra trên trần gian người chết của chúa sẽ được sống các xác chết của con sẽ sống lại hỡi những kẻ nằm trong tro bụi hãy thức dậy và nhảy mừng vì xương chúa là xương ánh sáng và trái đất sẽ làm tái sinh u tối đó là lời chúa ta ơn chúa từ trời cao xanh Chúa đã quan sát địa cầu Phần Chúa lay Chúa Đời đời còn mãi Và danh Ngài tồn tại Đời nọ tới đời kia Xin Ngài đứng lên Thương xót si ôn Nay là thời để Ngài quan tâm phù trơ Các bầy tôi ưa thích tường hoa mong đa và ngẫm ngùi thương đông gạch cho hoang tàn Từ trời cao xanh chúa đã quan sát địa cầu Lạy chúa muôn dân sẽ kinh tôn danh thanh chúa Và mọi vua trên địa cầu sẽ quy trong vinh quang ngài Khi chúa sẽ tay lập Si-ôn Ngài xuất hiện trong vinh quang sang làng Ngài sẽ đôi nghe lời nguyên kê tung nghèo Và không chê lời họ kêu vang Từ trời cao xanh Chúa đã quan sát địa cầu Nhưng điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau Và dân tộc được tác tạo sẽ ca tùng thiên chúa Từ thanh điền cao sang Chúa đã đói nhìn từ trời cao chúa đã ngó xuống trần thế để nghe tiếng than khóc của tù nhân để giải thoát kẻ bị lên an từ từ trời cao xanh chúa đã quan sát địa cầu an lê gia lê lui gia xin chúa cho con hiểu đường lối những huân lên của chúa và con suy gầm các điều lạ lùng của Chúa Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt theo Lạy Chúa vinh danh Chúa Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng Hãy đến với ta tất cả Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi Hãy mang lết của ta và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng đó là lời chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa sứ điệp chúa giêsu mời gọi mọi người hãy mang lấy ách em ái gánh nhẹ nhàng của người giữa cuộc sống khổ ải trần gian cầu nguyện là chúa giêsu có những lúc con gặp sự chẳng lành những lo lắng khổ đau có lúc người thân nhất cũng không hiểu và thông cảm với con lòng con chán chường thất vọng lúc đó chúa nhìn thấy và mời gọi con đến nương tựa vào chúa chúa đến chia sẻ cuộc sống với con Chúa đem bình an và sự vững tin cho con giữa cảnh đời đang trắng tối tăm. Con cảm nhận tình yêu thương Chúa muôn đời. Xin đừng để con bao giờ. Xin đừng để con bao giờ quen chạy đến kệ nhờ lòng yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, từ lúc mở mắt chào đời cho đến hơi thở cuối cùng, con được nhiều người nâng đỡ, bụi an như cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn hữu, nhưng sự nâng đỡ ấy còn nhiều giới hạn và thường ngắn ngủi mau qua chỉ nơi chúa con mới tìm được sức nâng đỡ lâu dài và niềm an ủi vô tận vì tình thương chúa vô bờ và tồn tại đến muôn đời lạy chúa xin dạy con biết chạy đến với chúa con sẽ tìm được bình an khi đến với chúa nơi tòa cáo giải con sẽ tìm thấy sức mạnh để chịu các thử thách hy sinh nhờ ân bí tích nhất là sức sống thần thiên của thánh thể chúa chúa hằng nuôi dưỡng và bổ sức con nâng con dậy khi con siêu té con nương tựa trọn vẹn vào chúa xin ban cho con hoa trái của tình yêu là sự dịu hiền là lòng khiêm cung xin dạy con học nơi tình yêu chúa lòng khiêm nhường và sự dịu ngọt và xin chúa giúp con hiến trọn đời mình để mang lấy ít em ái và gánh nhẹ nhàng của chúa Amen. trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Ai cũng có lý. Cách đây không lâu, tại nhà của một quan tòa ở Milano bên Italia đã xảy ra một câu chuyện như sau. Có hai người tranh chấp với nhau lâu ngày, cuối cùng đã đưa nhau đến quan tòa của thành phố nhờ phân xử giùm. Người thứ nhất trình bày câu chuyện và tự biện hộ cho mình. Anh ta vừa dứt lời thì quan tòa giống dạc tuyên bố Anh có lý Đến lượt người thứ hai phân trần Anh cũng đem ra mọi lý lẽ để làm nghiêng cắn cân công lý về phía mình Sau khi nghe anh trình bày dông dài Quan tòa cũng tuyên bố Anh có lý Cậu con trai nhỏ của quan tòa theo dõi câu chuyện từ đầu Nó ngạc nhiên vô cùng Làm thế nào cả hai đều có lý cả quan tòa cũng đưa ra phán quyết và nhận xét của con mình như sau con cũng có lý mỗi người chúng ta ai cũng có lý của mình nhưng có lẽ chúng ta không muốn nhận ra phần có lý của người khác cũng như chính phần lỗi của mình và đó chính là đầu mối của mọi sự bất hòa vô nhân thập toàn nhưng cũng không có ai là người xấu hoàn toàn nếu chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình và chấp nhận giá trị của người khác, thì có lẽ chúng ta sẽ không bất mãn về người khác, cũng như đối với chính mình. Cuộc sống chỉ có thể thở được nếu mỗi người chúng ta biết cư xử bằng sự cảm thông và tha thứ. Bài trích sách lẽ sống